Ngày 26 tháng 7, trang Twitter của Chicago Marathon 2023 xác nhận kiếp tầm sẽ lần đầu dự giải diễn ra tại Bắc Mỹ ngày 8 tháng 10. Như vậy, runner Kenya sẽ không tranh tài với huyền thoại kích chốt tại Berlin Marathon 2023 ngày 24 tháng 9. Trong 8 tháng qua, kiếp tầm liên tục gây tiếng vang và nổi lên thành một trong những chân chạy marathon 42,195 km nhanh nhất thế giới. Tại Valencia Marathon 2022, anh cán đích đầu tiên với 2 giờ 1 phút 53 giây, trở thành runner ra mắt cự ly marathon có thành tích tốt nhất trong lịch sử. 5 tháng sau, runner 23 tuổi cải thiện PB, thành tích cá nhân tốt nhất, để vô địch London Marathon với 2 giờ 1 phút 25 giây, lập kỷ lục mới của giải chậm hơn kỷ lục thế giới của kiếp chốt 16 giây. Chỉ có 3 runner trong lịch sử đạt sắp 2 giờ 2, và kiếp tầm là vận động viên marathon duy nhất làm được điều đó dưới 35 tuổi. Bất chấp việc vô địch trong cả hai lần đầu chạy cự ly 42,195 km, kiếp tầm vẫn còn tương đối xa lạ trên các giải marathon chạy lớn. Runner 23 tuổi tự lên giáo án tập luyện và không tham gia chạy marathon sớm như đàn anh đồng hương kiếp chốt hay ngôi sao người Ethiopia Kenenisa Bekele. Tháng 6, kiếp tầm được chọn vào tuyển Kenya chạy nội dung marathon tại giải vô địch điền kinh thế giới từ ngày 18 đến 27 tháng 8 tại Budapest, Hungary. Nhưng anh từ chối để tập trung vào giải marathon lớn vào mùa thu tại Chicago hoặc Berlin. Động thái trên khiến kiếp tầm được đồn sẽ trực tiếp tranh tài với kiếp chốt ở Berlin, nơi có đường chạy bằng phẳng hơn cả trong số 6 giải marathon danh giá nhất hành tinh và có người dẫn tốc, Pacer. Tính từ 2003, kỷ lục thế giới marathon nam đã bị phá 8 lần và tất cả đều ở Berlin. Ở giải năm ngoái, kiếp chốt đã lập kỷ lục thế giới tại chính Berlin.